cả nhà. Hôm nay gọi là một ngày thất hữu nha. Xuyên Đồng TikTok về rồi cả nhà ơi. Xuyên Đồng này rất là thông minh nha. Ồ, có thể là nhái được cái tiếng của mình luôn nha. Dễ thương lắm ưng. Ok. Xuyên Đồng này còn có thể là hát được nữa nha. Hát 120 bài TikTok nha cả nhà. Nè cái nút nè. Ok, hát thử đi nè. Chuyển bay nè. Chuyển bay nữa nè. Hôm nay là Phương sẽ trả cho mọi người 3.000 đơn nha. Anh chị em nào đặt hàng là mình nghe máy giùm Phương nha. Sao bà cứ nhái tôi hoài à? Không chịu luôn nè. Cả nhà ơi, cả nhà nhanh chóng tạo TikTok cây xương đồng TikTok này nè. Dễ thương lắm nè. Cái xương đồng này là mình có thể là để bàn làm việc nha, để mà mình xả chết rất là hiệu quả. Hoặc là mình có thể là để cho bé chơi, rất là đáng yêu luôn. Hàng đúc loại một nha cả nhà. Đó, hoặc là mình có thể là khi mà người yêu mình giận thì mình sẽ làm sao? Anh ơi, anh ơi, đừng giận em nữa nè. Wow. Ok nè. Dễ thương quá nè. Bye bye cả nhà nha. Xin đập TikTok nha cả nhà. Cả nhà tranh thủ đặt nha. Hàng đúc lại một nha cả nhà. Cả nhà an tâm nha.